nỗi bịt con mẹ mày. Rap chậm thôi, một cái nốt sao nên là phải táp tận nơi. Cần cần nước phải lưỡi nhớ các dân chơi. Giờ rồi nghỉ đê cho đỡ tăng huyết áp. Yeah, tặng mày một táp ngập trời. Tao phải khuyên mày là rap chậm thôi, một cái nốt sao nên là phải táp tận nơi. Giờ rồi nghỉ đê cho đỡ tăng huyết áp. Yeah, tặng mày một táp ngập trời. Lên sàn một tay quay từ vai tới đầu. Bọn tao chơi rap rõ vai với màu. Muốn nghe fast flow theo kiểu miền Bắc. À, quên đi cho mày biết là ai mới ngầu. Giấy cháy khi tao ghi ra vần. Biết Nam Bắc bọn tao gì ba lần. Sau tranh của mày chữ G tao kính trọng chuyển từ G Farm sang cho G Dragon. Toàn bọn nhà giàu không biết dùng tiền. Anh em Nam Bắc bọn tao vẫn đang cùng thuyền. Bọn tao nhận thắng cho chơi âm nhạc. Còn mày giải nhất cho chơi phân biệt vùng miền. Bố ấy vác dái bố đái và bát quái. Nước rơi tòng tỏng ở trên tận gác mái. Đại hiệp nhoe nhét quay lên hỏi quý danh. Tại hạ bảo là bố mày đến từ trap phải. Thôi bạn bớt bớt đi lên xe. Yeah. Mày ngồi im xem bố mày lái trap. Mày im. Đây là trường phái khác. Giờ mày thử đồ xong rủ vô. Trong thủ đô tao cầm đồ mày chỉ được cái mắc. Tao cầm đồ của mày chỉ được cái hu. Nếu rapper có hạng AB CDEF thì đếm vãi lô nó mới đến G. Nếu rapper có hạng AB CDEF thì đếm vãi lô nó mới đến G. Rap chậm thôi, một cái nốt sao nên là phải táp tận nơi. Cần tận nước phải lưỡi nhớ các dân chơi. Giờ rồi nghỉ đê cho đỡ tăng huyết áp. Yeah.